cái video hôm nay em đang làm một cái review về một cái con đầm cóc ha, đầm cóc điện đó. Cái con đầm cóc điện này là nó có thương hiệu là Rakuda đó. Hiện tại hiện nay ở trên thị trường là có rất là nhiều loại đầm cóc điện, và đầm cóc điện đang là một cái xu hướng rất là mạnh đó, vì cái tính thông dụng của nó là nó chạy ổn định, nó không như những dòng đầm cóc xăng. Vì đầm cóc xăng thì nó hay bị trục trặc vấn đề là bị ngộp xăng, hoặc là bị cái này cái kia, bị nhớt nhau đồ này nọ, nó hay bị trục trặc trong khi sử dụng. Còn đầm cóc điện thì nó ổn định được một cái là nó chạy thông qua cái con motor, chỉ cần mình gắm điện là mình chạy thôi, nó ít xảy ra trục trặc hơn cái dòng máy xăng. Và cái giá thành của nó rất là tốt, rất là ưu việt, nên hiện tại nó đang rất là được ưu chuộng. Thì trong cái video hôm nay là em làm review về cái con máy đầm cóc điện này, là cái con đầm cóc điện này là được nhập khẩu từ Trung Quốc nha. Cái hàng này là được nhập khẩu từ Trung Quốc ha, chứ không phải là hàng nhập hay là hàng của Hàn Quốc gì. Cái đó là nói cho anh em biết để trước khi anh em mua hàng thì biết nguồn gốc xuất xứ của nó. Cũng vì lý do là nó cái giá thành của nó rất là tốt, nên nó được xuất xứ của nó là từ Trung Quốc đó. Con đầm cóc điện này là nó chạy thông qua cái con motor này nè, là cái con motor điện 220V 1/3 ha, điện 220V 1/3, công suất của nó là 3kW đó, công suất của nó là 3kW. Và nó chạy cái con motor này là con motor tua nhanh, nó chạy tua rất là nhanh để nó thông qua cái hộp đầu số này nè, để cho nó cái tốc độ nhảy của cái đầm cóc của mình nó nhảy nhanh hơn đó, tốc độ nhảy nhanh hơn. Thì từ cái tốc độ như vậy thì nó ra được cái tốc độ mà cái con đầm cóc này nó di chuyển là từ 10 đến 13 mét trên một phút ha. Có nghĩa là cái tốc độ quay của con này thì nó tạo ra được cái tốc độ đi của cái con này là 10 đến 13 mét trên một phút đó. Và cái trọng lượng của con này là theo thông số kỹ thuật thì là nó ghi là 80kg, nhưng mà bên em đã từng cân cái con máy này rồi thì nó nằm tầm khoảng lân cận 70kg thôi ha. Ở chỗ này là nó để 80kg, nhưng mà khi mà cân thực tế thì nó lân cận là 70kg thôi đó. Và nó chạy điện 1/3 nha, điện 1/3 thì nó rất là thông dụng ha. Cái con đầm cấp điện này thì nó phù hợp cho những cái công trình vừa và nhỏ, ví dụ như những công trình nhà phố hoặc là những cái công trình nhà liền kề. Mình cái tần suất mà mình sử dụng nó tương đối là ít, thì mình nên sử dụng những cái con máy này, tại vì giá thành của nó rất là tốt, rất là rẻ đó, phù hợp với lại rất là đại đa số tất cả anh em nhà thầu ha. Con đầm cấp điện này khi mà mọi người mua về thì mọi người nhớ là phải chế nhớt nha. Cái chỗ chế nhớt là nó ở trên này nè đó, cái chỗ này là chỗ chế nhớt này đó. Còn riêng về bên em thì bên em đã đấu điện hết rồi ha, đấu điện vô cái bóc công tắc này ha, và đi ra một cái dây nguồn như thế này, và đã bắt được tay cầm hết luôn rồi đó. Cái này là cái sùng của nó nha, mọi người khi mà sử dụng là phải để ý là phải bảo vệ cái sùng này, vì cái sùng này là khi mình đổ nhớt xuống là cái sùng này nó làm nhiệm vụ là chứa nhớt ha, để khi mà nó nhảy thì nó sẽ bung nhớt lên, nó làm bôi trơn cho cái hệ thống nhúng của cái đầm cóc này đó. Rồi em đã giới thiệu review sơ qua về cái con đầm cóc điện này, cũng như là cái tính năng của nó phù hợp cho những công trình nào đó. Thì em nói sơ qua lại một lần nữa là cái đầm cóc điện chạy thông qua cái con motor là 3kW điện 220 đó. Trọng lượng của con này trọng lượng thực tế của con này nó tầm khoảng là 70kg ha. 70kg, tốc độ di chuyển của nó là 10 đến 13 m/s ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ bật điện lên cho mọi người xem nó nhảy như thế nào và cái nó hoạt động như thế nào ha. Đó, thì điện là bên em đã gắn vào bên này rồi, chỉ cần là bật cái CB này, bật cái công tắc này lên thôi là nó chạy thôi ha. Con đầm cóc điện này là chỉ cần một người thôi, một người là mình có thể di chuyển được rồi.
chứ những cái con đầm cóc, nhiều khi mình gặp những cái con đầm cóc á là nó nhảy là nó cứ đứng một chỗ không à, nó không có đi tới được ha. Còn con này á là nó nhảy rất là đều, và nó nhảy nó tự đi tới rất là đều ha. Mình chỉ cần là điều khiển nhắn nó xuống thôi là nó sẽ tầm rất là êm, tương đối êm, và nó đi cũng tương đối đều đó. Rồi em đã review xong về cái con đầm cóc điện này. Mọi người cần quan tâm về cái đầm cóc điện hay là đầm cóc xanh, cũng như tư vấn về sản phẩm nào hay là cần mua những cái phụ kiện gì về đầm cóc, thì cứ liên hệ qua bị GPS thông qua hai cái số điện thoại trên màn hình ha. Thông qua hai số điện thoại trên màn hình thì thiết bị TPS sẽ phản hồi lại rất là nhanh để đáp ứng cái nhu cầu của mọi người. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video kế tiếp.